Hello các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch nha. Hiện tại đang là 10 giờ 30 phút buổi sáng. Lúc nãy thì mọi người đã giật vàng ở bên tiệm nhang Quỳnh Nhu trên đường Cách Mạng phường 1. Thì mọi người đã xong bên đấy thì mọi người đã di chuyển qua bên cửa hàng sữa Đào Nguyên các bạn ha. Đây, trên đường Võ Thị Sáu nè, gần với bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ cơ sở 1. Đó, thì mọi người đang tập trung về đây khá là đông rồi. Đó, chút xíu ở đây sẽ có dịch vàng như mỗi năm thôi, năm nào cũng như vậy các bạn ha. Đó, xong bên tiệm nhang Quỳnh Nhu thì mọi người sẽ di chuyển qua đây để chuẩn bị dịch. Đó, lát nữa đây các bạn sẽ được hình thấy được hình ảnh cùng khủng khiếp, số lượng người dịch rất là đông. Rồi, chút xíu mình sẽ chia sẻ đầy đủ cho các bạn xem hình ảnh về buổi dịch vàng, một phong tục của người miền Tây tại cửa hàng sữa Đào Nguyên. Thánh kia làm nguyên cái gỗ với cái cây dài luôn các bạn ha. Quá cứ rồi. Các thánh giật giờ quậy quá trời quậy các bạn, nên chủ nhà đã đóng cửa lại luôn rồi. Hồi mấy năm trước thì mình thấy chủ nhà lên trên tầng 1 và thảy xuống. Năm nay chưa có kịp cúng mà mọi người đã đến làm quá trời, nên chủ nhà đã đóng cửa lại. Không biết lát chút xíu đây thì chủ nhà có sẽ thảy thí xuống từ trên lầu xuống hay không, thì mình sẽ tiếp tục chờ đợi để tiếp tục chia sẻ cho các bạn xem. Đây, cái đoạn đường đã chật kín xe,
rất là đông người đã tập trung tại trước cửa hàng tiện lợi, cửa hàng sữa của Đặng Nguyên.